Vụ tai nạn kinh hoàng, những tưởng đã khiến anh Duy mất mạng, nhưng nhờ niềm tin kiên định vào vị sư phụ của mình mà anh tai qua nạn khỏi. Anh Nguyễn Nhất Duy, sinh năm 1993, ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Anh là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm học lớp 10, có một lần anh Duy mở đĩa xem các nhà sư nói chuyện về thiền định. Thấy sư nói rằng ngồi thiền có thể sinh ra năng lượng tốt cho cơ thể, ngoài ra còn có nhiều điều huyền diệu mà khoa học khó giải thích. Anh thấy rất thú vị và cũng muốn được ngồi thiền. Ngay lúc đó, một người ông trong họ đi qua, thấy anh đang xem đĩa như vậy mới nói rằng: "Cái đó chưa cao siêu gì đâu, qua nhà ông rồi ông chỉ cho." Khi anh Duy đến nhà ông thì được ông đưa cho rất nhiều sách. Anh tự mình chọn lấy một cuốn, trong đó có hướng dẫn một môn tu luyện thuộc đạo gia. Vậy là anh Duy đã dựa vào cuốn sách này mà tự tu tập từ lớp 10 đến lớp 12. Tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Nghỉ hè năm lớp 12, anh Duy vào thành phố Vũng Tàu chơi nhà chú họ. Chú anh tu theo Phật giáo Tiểu Thừa, nên nhà có rất nhiều kinh sách cũng như các tài liệu khác. Anh Duy đặc biệt chú ý đến một chiếc đĩa có chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chiếc đĩa này chú anh được một người nào đó tặng cho. Anh bị ấn tượng bởi hai chữ Đại Pháp. Anh nghĩ trước giờ mình tu luyện môn bên đạo gia kia cũng chỉ là tiểu pháp. Anh Duy hiểu là pháp nhỏ mà đã cảm nhận được nhiều điều phi thường rồi. Vậy còn đại pháp, anh Duy hiểu là pháp lớn thì không biết sẽ tuyệt vời như thế nào. Hơn nữa, khi mở đĩa lên xem, thấy có giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, và có sư phụ Lý Hồng Chí hướng dẫn luyện công rất đẹp. Anh rất thích phong thái của vị thầy ấy, vậy nên anh đã xin chú chiếc đĩa này về để luyện tập. Về nhà anh tập 5 bài công pháp như đĩa hướng dẫn thì thấy có pháp luân xoay chuyển ở bụng dưới, đi nằm ngủ vẫn thấy xoay. Nhưng vì lúc đó anh chưa đọc sách truyền pháp luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, nên chưa hiểu vấn đề tu luyện phải chuyên nhất. Vì vậy anh vẫn tập môn tu luyện thuộc đạo gia kia. Sau đó anh thi vào trường Đại học Phạm Văn Đồng ở Quảng Ngãi, học khoa công nghệ công nghiệp hệ cao đẳng. Vì phải ở trong ký túc xá, nên anh cảm thấy môn tu luyện đạo gia kia không còn phù hợp với mình nữa. Vì môn đó cứ phải tập từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, trong khi môi trường ở đây không cho phép. Tự nhiên, anh nhớ ra mình vẫn còn môn Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên, anh bước xuống giường và luyện bài công pháp thứ nhất. Tập xong, anh thấy người nhẹ nhàng như bay, trong lòng hạnh phúc không tả nổi. Sau đó vài ngày, anh lên mạng thử tìm hiểu kỹ hơn về Pháp Luân Đại Pháp thì tìm thấy cuốn sách Pháp Luân Công. Anh đã đọc hết cuốn sách này trong một đêm và hiểu ra tu luyện phải chuyên nhất, chỉ được theo một môn. Vậy nên, anh quyết định bỏ môn tu luyện thuộc đạo gia kia và chỉ tu luyện Đại Pháp thôi. Lúc này anh mới tải sách truyền Pháp Luân ở trên mạng về và ra quán photo in thành một cuốn sách để đọc cho thuận lợi. Đó là vào năm 2011. Từ lúc tu luyện Đại Pháp, anh thấy người rất khỏe mạnh, chưa từng phải uống một viên thuốc nào. Anh cũng đề cao tâm tính rất nhiều, đặc biệt là tâm tranh đấu. Vì anh có học võ thiếu lâm từ hồi lớp 9 nên thường thích động thủ, dễ nổi giận, có khi tranh cãi còn đánh bạn bè. Nhưng sau khi tu Đại Pháp một thời gian thì anh đã giảm bớt được tâm tranh đấu này đi rất nhiều và cũng thôi không tập võ nữa. Có thể kể ra một chuyện là khi anh đi nghĩa vụ quân sự, học xong cao đẳng anh không đi làm theo nghề mà đi nghĩa vụ quân sự. Đêm hôm đó anh đang đứng gác thì gặp một người nhỏ hơn anh 2 tuổi đi tới. Người này cũng đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Bạn đó bỗng nhiên nói: "Ê thằng kia, muốn đánh lộn không mày?" Lúc đó anh im lặng không nói gì, trong tâm phẳng lặng, không hề có ý muốn phản kháng. Chưa dừng ở đó, người em kia nói rằng nếu không đánh nhau thì đi chỗ khác cho bạn ấy đứng gác ở chỗ đó. Anh Duy nghe vậy thì cũng bình thản bỏ đi chỗ khác, không tranh cãi gì. Quả thực,
Tù Đại Pháp đã giúp anh nhẫn nại hơn rất nhiều. Sau khi ra quân, anh theo học một khóa lái cần cầu 3 tháng ở cảng Hải Phòng, sau đó đi làm ở cảng Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi, cách nhà 70 km. Ngày nào cũng có xe đưa đón công nhân sáng đi tối về. Anh chuyên lái cần cầu trên cao ở cảng. Tai nạn thập tử nhất sinh. Tối ngày 11 tháng 6 năm 2022, khi đi luyện công trung về, đến một ngã tư thì một chiếc xe 16 chỗ chạy ra đâm thẳng vào xe máy của anh Duy. Chiếc xe máy nằm ngang dưới gầm ô tô, còn người thì văng ra xa. Anh Duy thấy mình bị quăng đập xuống mặt đường. Nhưng khi vừa mở được mắt ra thì điều đầu tiên anh nghĩ đến là xin sư phụ cứu con. Anh thấy người đau tê tái, anh hít một hơi thật sâu và lúc này nhìn xuống thấy xương đùi bị gãy bẻ quạt ra đằng sau. Anh cố nắm tay lại, chống người ngồi dậy, một tay kia túm tóc kéo đầu lên vì bị gãy chéo xương cổ. Anh nghĩ nếu không có sư phụ bảo hộ thì chắc mình đã tan xác rồi. Có một người bắt ốc ở cánh đồng ven đường, thấy có vụ tai nạn, chạy vội lên, thấy anh Duy còn tỉnh, hỏi anh là con nhà ai. Anh nói mình là con nhà ông Hứa. Người đó liên lạc về nhà. Bà và chị Thảo, chị gái anh Duy, nghe tin vội phóng xe xuống hiện trường. Hai người ớn lạnh khi vừa đến nơi xảy ra tai nạn, vì chỗ đó là điểm đen, đã có 9-10 người bỏ mạng ở nơi này. Hàng xóm đến hiện trường, đều bảo thằng Duy nhà ông Hứa chắc bị chết rồi. Một lúc sau, người ta khiêng anh lên băng ca chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Chị Thảo của anh Duy là điều dưỡng viên ở bệnh viện này. Anh Duy được đưa đi chụp CT thì thấy bị gãy xương cổ và xương đùi phải. Bác sĩ ở bệnh viện nói, ca này không làm gì được, nẹp cổ và xương đùi rồi chuyển ra Đà Nẵng ngay. Vậy là ngay sau đó, xe cấp cứu chở anh Duy di chuyển trên quãng đường 250 km trong đêm đến 3 giờ 40 phút sáng mới đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng. Bác sĩ lúc đó mới bó bột nẹp lại. Sau 6 ngày không đại tiểu tiện được, đến ngày thứ 7 họ mới mở xương đùi cố định chân cho anh. Chị Thảo hỏi bác sĩ, còn cái cổ của nó thì giờ xử lý thế nào ạ? Các bác sĩ đều bảo nếu mổ cái cổ này thì sẽ nằm liệt thôi. Bác sĩ hỏi anh Duy, cái cổ có quay được không? Thì anh bảo quay không được. Mổ chân xong 10 ngày thì chị gái đòi mổ nốt cái cổ. Anh Duy xuất niệm không sao đâu. Cổ nẹp xong, anh vẫn muốn xin về nhà vì khi chụp CT biết gãy xương cổ, không bác sĩ nào dám mổ. Thế là nằm viện được 12 ngày thì các bác sĩ đồng ý cho anh ra viện. Hồi phục kỳ diệu. Gia đình thuê xe cứu thương chở anh về nhà, thấy anh còn sống về nhà. Một số người không biết thì bảo thằng Duy nó có bùa đó, còn ông chú anh Duy thì bảo không phải có bùa đâu, vì nó tu luyện pháp luân công, môn đó tốt nên cả thế giới đều đón nhận, môn đó thật thần kỳ. Nằm bất động đến tháng thứ tư thì anh Duy bắt đầu luyện công trở lại, sau 6 tháng thì anh bình phục hoàn toàn. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, bà mẹ, những người xung quanh đều hiểu rằng nhờ anh tu luyện Đại Pháp nên mới được Phật Pháp bảo hộ. Họ càng thêm tin tưởng Đại Pháp là tốt và ủng hộ anh tu luyện. Anh vô cùng biết ơn sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu anh và anh mong muốn nhiều người hơn nữa biết rằng Đại Pháp là tốt, chỉ có lợi chứ không có điều hại nào.